Dạ, kênh Bộ Xe Lục Tình Tây xin mến chào tất cả quý chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Còn chúc quý cô chú ngày mới có nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Hôm nay tiếp tục một clip mới nữa, mời quý cô chú mình ghé lại vườn của chị Huy, bonsai cây cảnh Huy Hoàng, một địa chỉ giao lưu quen thuộc quý chú. Hôm nay chị cũng có một số cây khá độc đáo, đặc biệt để giao lưu cùng quý cô chú. Các dòng cây ăn trái ha, hoa kiểng như thường lệ. Đặc biệt con thấy có mấy cây cũng lạ lạ nè. Thì con mời quý chú mình bước vào bên trong mình cùng giao lưu với chị ha. Dạ rồi, em chào chú Huy ơi. Dạ em chào anh Khánh, em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ạ. Hôm nay Bonsai Huy Hoàng nhà em có một số loại cây bonsai ăn trái thuần chậu để giao lưu cùng quý cô chú anh chị. Cũng rất là nhiều mặt hàng cô chú anh chị, khoảng 10 loại cây ăn trái nha, như là hồng quân nè, rồi hạnh, vú sữa, khế, dạ. Rồi si gô, sơ ghi, mặn, ổi. Rồi em có linh sam, gián đổ, rồi sam trái nữa cô chú anh chị. Đó thì số điện thoại để mình liên hệ với em là 0939 081 082. Em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Để em giới thiệu cây đầu clip của ngày hôm nay cho cô chú anh chị rõ luôn ha. Thì mã hôm nay em giao lưu đó là mã ếch. Và cây đầu clip là một cây hồng quân hết cô chú anh chị. Rồi. Cây này đã thuần chậu rồi, nó ở trong chậu á, rồi em cái chậu nó cũ nên em là bể ha, em quấn cái bầu. Đây, khi mà cô chú anh chị ship thì em ship quấn bầu như thế này đây ạ. Cây già lắm luôn á cô chú anh chị, hiện cây đang cho trái luôn rồi ạ. Dạ đây, trái nó đây. Trái hồng quân, cái này là nó còn sống nha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Thì nó chính là nó sẽ có cái màu tím đậm lên, mình ăn có vị ngọt chua ha, ngọt nhiều hơn chua. Rồi em xin phép đo thông số ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 79. Rồi cái tán dài nha cô chú anh chị, tán dài em đo từ đây qua đây là được 100 ạ. Một cây hồng quân già lắm cô chú anh chị, cốt cành hai cái cốt dưới đây lớn rồi nè. Cái hoành thân ở đây là được 21 ạ. Dạ, 21. Có một cái củ rất là khéo luôn nè cô chú anh chị. Dạ. Rồi hoành củ là được 48 ạ. Đó. Đặt. Nguyên một cái củ đặt luôn ha. Cái thân em đo được 21, cốt cành hai cái cốt đây lớn già hết trơn rồi cô chú anh chị. Cây già hết rồi nên cho trái ở đây có trái nữa nè. Đó, mấy cái trái này trong quá trình ship nó có thể rụng nha cô chú anh chị. Đó thì về nhà mình á, thì nó sẽ ra trái lại à, tại vì cây nó già rồi nó cho trái hoài à, nên cô chú anh chị yên tâm ha. Đó, ở trên đây nó có bị chấp da một chút nha cô chú anh chị. Đây nè, nó có một vết chấp da nhẹ ngay chỗ này nè, nó nứt ở đây nè. Đó. Rồi mã này là mã 1 ớt hết cô chú anh chị. Cây hồng quân này em giao lưu với mình với giá là 2.700.000. 2.700.000 em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Thì khi ship thì em sẽ bó bầu như thế này ha. Cái chậu thì em để demo cho cái cây nó vững thôi, chứ em không có ship được nha cô chú anh chị. Đó. Về nhà mình sang chậu giúp em ha. Cây này thì em ship cũng khá là nhiều tiền đó cô chú anh chị, tại vì nó cầm cồn lắm, cốt nó lớn em không có ốp tàn vô được nha. 2.700.000 em ship toàn quốc ha. Một cây hồng quân á. Cây già trái quá trái rồi. Rồi tiếp tục chị ha. Dạ rồi, tiếp theo em có một cây hạnh nha cô chú anh chị. Cái này là hàng mình chơi Tết ha. Thì trái này nó còn nhỏ nè, với xanh nhiều lắm, từ đây tới Tết thì còn tầm khoảng 40 mấy 50 ngày nữa là nó vừa luôn nha cô chú anh chị. Khi mà nó vài bữa nữa thì nó lớn lên thì nhìn cái cây nó đặc hơn ha. Đặc biệt là cây hạnh riêng, không có ghép gì hết. Cái dáng này là dáng dáng hình thú đó, cô chú anh chị. Rồi để em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 52 ha. Cái tán dài của cây em đo từ đây qua đây là được 65. Em đo cái thân đo làm sao ta? Đo ngay cái cổ này thì nó rất là nhỏ luôn á cô chú anh chị, nó nhỏ xíu, nó có 12 à. Rồi về chiều nhà dáng thú này là được 20, nhưng mà ngay chỗ này là nó lớn hơn nè. Để em đo ngay cái chỗ lớn nha. Để cho cô chú anh chị mình cho rõ ha. Đây. Thì em đo ngay cái chỗ lớn ở đây là được 26 á cô chú anh chị. Đó. Thì cái này là giống như một con thú của cô chú anh chị, nó có giò nè, cái gốc hạnh cổ, cây riêng không có ghép gì hết cô chú anh chị, nhìn mặt bên đây nè. Đó, mình cái này mình vừa chơi bonsai mà vừa có trái ăn quanh năm luôn nè. Rồi mình chơi Tết luôn nha cô chú anh chị, hàng này là hàng Tết ha. Thì mã này là mã 2 ớt. Cây hạnh này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.700.000 nha cô chú anh chị. 1.700.000 em bao ship cho mình nha. Cái chậu này em xin được phép rút chậu ở bầu nha cô chú anh chị. Đó. Về nhà cô chú anh chị sang vô cái chậu mới á, đẹp đẹp hơn nha. Đó, 1.700.000 ha. Trái nó còn sống nhiều lắm cô chú anh chị, nên dưới hoa nó cũng đang ra nữa nè. Rồi em đổi cây luôn ha. Em lên mã luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã 3 ớt. 3 ớt em có một cây vú sữa nha cô chú anh chị. Đây là vú sữa lò rèn ha. Cây này là cây ghim không có ghép gì hết, đặc biệt là cây đang có trái luôn nha cô chú anh chị.
Đó, trái với hoa trên cây nhiều lắm. Rồi, liền lạc không có lỗi lầm chỗ nào hết ha. Em xin được phép đo thông số cho mình ạ. Cây có chiều cao lên đây với cô chú anh chị là tầm khoảng 100 ha. Chiều cao là 100. Còn cái tán dài, để em đo cái tán dài với cô chú anh chị. Cái tán dài là được 1 mét đây. Rồi 125. Tán dài là 125 ha. Tán khá rộng đó chú. Cây tàn ấm mịn nhiều lắm cô chú anh chị. Cái hoành thân là được 42 nè. Rồi cái hoành đế rất là to luôn. Rồi cái hoành đế là được 85 đó cô chú anh chị. Hả? Cây cô chú anh chị tham khảo nghe, đế cắm xuống không luôn á, dáng cũng giống như một con thú đang ngóc đầu ha. Cốt cành phơm tàn ấm mịn hết trơn luôn. Cái này là vú sữa lò rèn. Vú sữa lò rèn mà lên chậu của cô chú anh chị biết không, là nó rất là dễ cho trái luôn á. Trái nó cho quanh năm luôn ha. Đây nè, đây có một trái này nè cô chú anh chị. Đó, trái này nó còn lớn lên nữa ha. Thì bông nó cũng có lai rai trên cây rồi nè. Đó, bông nó có nhiều chỗ lắm. Rồi này, mã này là mã ba ếch ha cô chú anh chị. Thì cây vú sữa lò rèn này em giao lưu với mình với giá là 7 triệu nha cô chú anh chị. 7 triệu em ship toàn quốc cho mình. Khi ship thì em sẽ rút chậu bó bầu lại cô chú anh chị. Cây này là già dữ lắm rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây tàn ấm mịn ha. Cây ăn trái mà được cái vàng tàn như thế này, đây là mình nuôi chầm lâu lắm đó cô chú anh chị. Đặc biệt nó là vú sữa nữa ha. Đây. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Dạ rồi, em xin phép sang cây luôn ha. Cái nào không gỡ cô chú anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em đi là 0939 081 082. Rồi em sẽ chụp hình gửi qua Zalo cho cô chú anh chị ha. Tiếp theo là mã 4 ếch. Em có một cây lý với cô chú anh chị. Cây lý này là cũng thuộc họ của cây roi á. Ở ngoài Bắc cô chú anh chị hay còn gọi là cây roi, cây mặn ha. Thì trái nó giống như vậy đó, nhưng mà nó có cái màu hột gà. Rồi cái này thì em chưa có vô dây nha. Em để phơm tàn tự nhiên. Em xin được phép đo thông số đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 50 ha. Còn cái tán ngang em đo như thế này là được 46 nè. Còn nguyên một cái gốc lùng lực luôn á cô chú anh chị. Rồi cái hoành thân em đo ở đây là được 32 ha. Dạ rồi, rồi tổng cái hoành đế á cô chú anh chị. Tổng cái hoành đế ở đây là được 83 ạ. Đó, đế đặc lắm cô chú anh chị, mà rất là liền luôn, không có bị lỗi lầm chỗ nào hết nha. Cái này cô chú anh chị để cho nó cành lớn hơn chút á, cái cô chú điệm dây lợi nha, là nó đẹp nhiều ha. Không thôi mình để phơm tàn tự nhiên như thế này nè, cây già cho trái nha cô chú anh chị. Trái ăn rất là ngon, có giá trị dinh dưỡng á. Cô chú anh chị nào mà không biết trái lý cũng liên hệ em gửi hình ảnh cho mình tham khảo ha. Mã này mã 4 hết. Cây lý này em giao lưu với mình với giá 1,5 triệu cô chú anh chị. 1,5 triệu bao ship cho cô chú anh chị nha. Cái cây này lớn lắm á, nó nằm ở trong chậu. Cái này em đo đường kính chậu luôn nè, để cho cô chú anh chị biết được độ lớn của cây ha. Rồi cái chậu này lọt lòng rồi được 45 cm đó cô chú anh chị. Đó, nguyên cái gốc đặt rất là to luôn, thân cũng to nữa, lùng lực. Rồi em xin được phép đổi cây luôn ha. Dạ, rồi. Dạ tiếp theo là mã 5 hết đó cô chú anh chị. Em có một cây mặn nữa nha. Thì cái này là mặn ăn phước. Em ghép với Hoàng Yến đó cô chú anh chị. Hoàng Yến thì ghép vô cô chú anh chị yên tâm nha. Nó già đọt là nó có trái, rất là dễ trái luôn. Rồi em đo thông số đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 51. Cái tán dài của cô chú anh chị là được này, kéo từ đây lại đây ha, là được 65 ạ. Một cái gốc ăn phước rất là to, liền lạc. Rồi hoành thân được 29. Cây có đế nè cô chú anh chị, mặt nào cũng có đế trơn luôn, đế tự nhiên, đế đều, bo ghép lớn hết rồi, tụi em ghép lâu lắm. Rồi mã này mã 5 hết ha. Thì như cây mặn này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1,4 triệu. Đó, em ship toàn quốc cho mình luôn. Chậu thì em cũng xin được phép rút chậu bó bầu. Cây bo ghép lâu rồi, tàn ấm mịn nhiều. Cái này về cô chú anh chị để cho lá nó già lợ, mình cắt nước bữa hai bữa nó khẳng khẳng á, hay mình có tược mình bẻ dây nó tức mình nó ra ha, có trái nha cô chú anh chị. Dạ. Này. Rồi. Dạ rồi, em đổi cây luôn ha. Em tiếp theo là em lên mã 6 ếch. 6 ếch thì em có một cây khế luôn. Đây là khế chua em ghép với khế nhật. Đó, thì khế nhật thì sẽ cho trái quanh năm. À, những cây khế này là hàng Tết đó cô chú anh chị. Nó đang ra lọc non nè, bắt đầu nó có bông ha. Cây có chiều cao lên đây là được 55. Tán dài là được 65 ạ. Hoành thân là được 20 với cô chú anh chị. 20 ha. Cây khế chua được sửa thân. Đó, sửa cái dáng nhìn rất là quái luôn. Mã này là mã 6 ếch. Cây khế này em giao lưu với mình với giá 1,000,000 nha cô chú anh chị. 1,000,000 em bao ship cho cô chú anh chị. Chậu này là chậu nhựa, em sẽ ship luôn cho cô chú anh chị ha. Đó.
Dạ. Cây mấy cây này là ngay chăn Tết luôn á. Cô chú anh chị yên tâm mà mua nghe, với cây là nó thuần chậu nè, khi ship em cũng ship chậu luôn về cô chú. Khế nó có bông đẹp lắm cô chú anh chị, rồi có trái ăn chua chua ngọt ngọt nữa ha. Đó. Dạ. Rồi em đổi mặt hàng luôn ha. Qua mã 7 ếch. 7 ếch là em có một cây ổi. Đó, ổi tàu lá trung ha. Cây này là sữa thăng không luôn. Những cây bonsai ăn trái thuần chậu nha cô chú anh chị. Nhà em có nhiều mặt hàng, cô chú anh chị ưng cây nào cứ liên hệ số điện thoại em ha. Cây có chiều cao lên đây là được 45. Tán dài cô chú anh chị là được 68. Ổi đang có trái luôn. Như những trái ổi này là có thể ăn được rồi nè cô chú anh chị. Đó thì nó có mùi thơm với vị chua ha. Quành thăng ở đây là được 17. Còn cái củ đế nở ra là được 28. Cây sữa thăng nè cô chú anh chị, đường thăng lắc lượng ha. Đó, tàn là ấm mịn già lắm mà cốt cành lớn luôn. Mấy cây ổi này về cô chú anh chị cắt đọt nè, nó đâm chèo ra lọc non rồi bắt đầu nó sẽ già lại, nó có bông có trái nha. Đó, nó có trái trong thân luôn nè cô chú anh chị. Yeah. Mã này là mã 7 ếch nha. Cái ổi này ngày hôm nay em giao lưu với mình với giá 900 ngàn nè cô chú anh chị. 900 ngàn em bao ship cho mình luôn, em chỉ xin phép rút chậu bó bầu thôi ạ. 900 rồi cô chú ơi. 900 tàn ấm mịn luôn á cô chú anh chị, về là có một cây bonsai ăn trái mà có trái sẵn luôn là mình chơi được nha cô chú anh chị. Đây. Yeah. Rồi tiếp theo mã 8 ếch. Em có một cây sơ ri cô chú anh chị. Sơ ri thì cho trái ha, giống như những trái sơ ri ở ngoài chợ cô chú anh chị hay mua là khi sống nó màu xanh, nó chín nó màu đỏ đỏ, mình ăn vô nó cũng có vị chua ha. Này cây này cũng được sữa thăng nữa. Cây có chiều cao lên đây là 47. Tán dài là được 72. Quành thăng ở đây được 13 nha cô chú anh chị. Đó, cây sữa thăng lắc lượng luôn. Cái tàn cô chú anh chị tham khảo giúp em nha, nuôi lâu dữ lắm luôn, cái tàn nó mới được ấm mịn như thế này đây. Rồi cốt cành nó lớn nữa cô chú anh chị. Đó, mấy cây sơ ri này chứa già lắm nè cô chú anh chị tham khảo nè, cái cốt nó lớn như thế này là chứng tỏ nó già rồi ha. Thì mã 8 ếch, cây sơ ri này ngày hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị với giá là chỉ 850 ngàn thôi ạ. 850 ngàn em ship toàn quốc cho mình luôn á cô chú anh chị. Này cây già lắm, tự nó ra bông rồi nó sẽ có trái à, không có bị khuyết điểm lỗi lầm gì hết cô chú anh chị ạ. Này cô chú anh chị mua từ 2 cây em sẽ bớt tiền lại cho mình nữa ha. Dạ rồi, đổi luôn rồi em đổi cây luôn à. Em qua mã 9 ếch nha cô chú anh chị. 9 ếch em có một cây siro. Cây này là cây siro hết cô chú anh chị, cũng là thuần chậu luôn. Cây này nó có trái rồi, rồi bây giờ nó bắt sắp sửa ra lọc non ha, nó già nó sẽ cho trái nữa. Cây có chiều cao lên đây là được 47. Cái tán dài của cô chú anh chị là được 57 ạ. Quành thân của cây là được 29 nha. Cây có cái phần đế ở đây là được 48 nè. Đó, cây siro mã 9 ếch ha. Trái siro thì mình nấu nước mình uống có giá trị dinh dưỡng lắm luôn. Cây đang ra lọc nha, phát triển khỏe mạnh bình thường, thuần chậu. Rồi cây siro ngày hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị với giá 850 ngàn. Giá như thế này đây là rất là hữu nghị và mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. Một gốc siro to như thế này đây nè, mà cô chú anh chị tham khảo nè, cái tàn nó ấm mịn nó lớn như thế này thôi mà 850 ngàn em bao ship cho cô chú anh chị ha. Thì những cây ăn trái ngày hôm nay ha, có một số cây là em thanh lý cho cô chú anh chị nào mà chưa có về mình mua ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi 850 thôi ạ. Rồi tiếp tục. Dạ rồi em đổi cây luôn ha. Em sang mã 10 ếch đó cô chú anh chị. Em bữa nay em được mấy cây lim sam, song hinh, da me, dán gỗ, ôm chậu nè, thuần chậu luôn. Rồi em xin được phép đo thông số nha. Cây có chiều cao lên đây là được 21 của cô chú anh chị. Còn cái tán ngang là được 35. Tổng cái tàn đổ từ đây xuống đây là được 62. Cô chú anh chị nào mà chưa có linh sam dán đổ ha, mua ủng hộ em cặp mấy cặp linh sam này nè. Bữa nay em được 4 cây 2 cặp ạ. Cái hoành đế ở đây là được 37 của cô chú anh chị. Cây già rồi cô chú anh chị ha. Mấy này linh sam thì rất là dễ trồng. Cô chú anh chị chỉ cần lặt lá thôi. Lá già như thế này lặt lá làm hoa giúp em là được rồi ha. Đường thăng duyên dáng lắm nè, em nghiêng cho mình nhìn được cái dàn xương cốt cành của cây đó từ trên xuống dưới ha, nhìn tổng quát là không có khuyết điểm nha cô chú anh chị, chỉ sang chậu là cây đẹp hơn. Rồi một cây linh sam da me dán đổ như thế này đây, em chỉ giao lưu với mình với giá 900 ngàn bao ship thôi ạ. Ngày xưa những cây này tầm là 1 triệu mấy không nha cô chú anh chị, giờ chỉ có 900 mà bao ship luôn nè cô chú anh chị. Cốt lớn hết, tàn ấm mịn ha. Yeah. Cây không có bị lỗi luôn, gốc to nữa. Dạ tiếp theo mã 11 ếch đó cô chú anh chị. Đây một cây linh sam cũng song hinh da me, da me ha, linh sam da me dán đổ luôn. Bữa nay được 4 cây nè. Cây có chiều cao lên đây được 24.
có cái tán dài từ đây tới đây là được 59. Như cây này đổ dài hơn rất là duyên nè cô chú anh chị. Rồi tổng cái hoành đế em đo từ đây lại đây với cô chú anh chị là được 44 ha. Rồi mã này mã 11 ếch nha cô chú anh chị. Linh xanh này cũng giao lưu với mình với giá 900 thôi cô chú anh chị ơi. Cây em nghiêng cho mình xem ha. Đó, cái dàn tàn nó như thế này đây nè, cốt cành lớn đó, từ trên xuống dưới nha, không có bị mục lũa gì hết, rất là duyên luôn. Cô chú anh chị về mua một cái trậu tầm khoảng 200.000 chậu ống ha, mình sang vô là bao đẹp với mình luôn. Một cặp linh sam á cô chú anh chị lựa một cặp ha, đổ bên trái bên phải là rất là duyên. Rồi 900 luôn cô chú anh chị. Rồi. Rồi em đổi cây luôn nha. Tiếp theo là em lên mã. Mã này là mã 10 12 ếch. Ê, mấy cái linh sam này á xây một cái bằng xây giùm chị thôi, để có gì chị nghiêng nghiêng cho nó dễ. Rồi mã này là mã 10 12 ếch đó cô chú anh chị. À, linh sam dáng đổ nữa nè cô chú anh chị, cây này đổ sâu lắm luôn ha. Em đo thông số nha. Cây có chiều cao lên đây là được 20. Tổng tán dài ở đây là được 56 cô chú anh chị. Rồi cây có cái vành thân ở đây nha. Em đo như thế này là được 35 luôn. Vành đế là được 56 cô chú anh chị. Như cây linh sam này rất là duyên cô chú anh chị ơi, thân to nè, đế nở tàn ấm mịn. Cây sữa thân mà đổ sâu xuống như vậy là đẹp lắm luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cây này là mã 12 ếch ha. Cây linh sam này em giao lưu với mình với giá là 1 triệu đồng nha cô chú anh chị. 1 triệu đồng em bao ship cho mình. Cô chú anh chị mua một cặp em sẽ bớt cho cô chú anh chị 100 ngàn luôn. Những cây này ship cũng nhiều tiền, cũng tầm khoảng 200 ngàn đó cô chú anh chị. Đó thì mấy linh sam của ngày hôm nay là rất là đẹp mà giá cũng mềm nữa nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ đó. Rồi em xuống cây luôn ha. Đổi luôn ha. Dạ tiếp theo là mã 13 ếch nè. Cũng là một cây linh sam dáng đổ luôn nha cô chú anh chị. Đó 4 cây nha. Cô chú anh chị ưng cây nào cứ liên hệ số điện thoại của em ha. Cây có chiều cao lên đây là được 20. Có tán dài ở đây là được 59 đó cô chú anh chị. Cây nào thân cũng to, đế cũng nở hết luôn. Rồi hoành thân ở đây là được 44 ha. Hữu hoành đế chứ. Còn hoành thân á, em đo ngay chỗ cái cần cổ ở đây đi. Thì tầm khoảng 24 đó cô chú anh chị. Đó, cũng là da me nha, cốt cành lớn tàn ấm mịn hết trơn luôn. Rồi mã 13 ếch ha. Cây này thì cũng có giá 900. Thì cứ mua một cặp thì em sẽ bớt lại cho mình 100 ngàn đó cô chú anh chị. Đó, về sang vô chậu là mình có một cây linh sam già dáng gỗ đẹp á, một cây đổ bằng một gỗ cây thường của cô chú anh chị nên là rất là đẹp luôn nè, cây già đẹp ha. Dạ. Rồi em sang cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây giùm. Tiếp theo là mã 14 á cô chú anh chị. Đây, 14 ếch thì em đổi mặt hàng ha. Em sẽ lên cho mình là xăm trái đi, xăm trái xù. Xăm trái xù mấy cây này già dữ lắm rồi, em điểm là 3 lần rồi đó cô chú anh chị, 3 lần dây rồi nha. Về cứ sang chậu rồi mình chơi thôi. Cây có chiều cao lên đây là được 26. Tán dài của cô chú anh chị là được 41 ha. Còn cái hoành thân ở đây nè, hoành thân ở đây thì được 14 nha. Mà cây có cái đế nè, cái đế đây được 28 ha. Cây già đường thân lắc lượng rất là duyên luôn, xăm xù. Xăm xù nè cô chú anh chị tham khảo nha, chỗ nào nó cũng xù rất là nhiều luôn. Nè, điểm 3 lần dây rồi, ấm mịn dữ lắm luôn. Nó đang chuẩn bị có hoa rồi nè, nó sắp sửa có trái ha, trái chơi lâu lắm cô chú anh chị. Thì cây linh sam này em giao lưu với mình với giá 800 mà cô chú anh chị, 800 em ship toàn quốc cho mình luôn á. Yeah, quá đẹp luôn cô chú, 800 ha, cây rất là già. Rồi đổi luôn. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo em lên mã 15 ếch ha, cũng là một cây sam xù luôn. Ủa, cây này thân to lắm cô chú anh chị ơi, thân ngay chỗ xù này nè, to lắm, cũng duyên lắm luôn á. Cây có chiều cao lên đây là được 27 á cô chú anh chị. Rồi cái tán dài em đo là được 49 ha. Em đo cái thân mà nó dính vô mấy cục xù này luôn nha cô chú anh chị là được 20 nha. Đó, em đo ngay chỗ này ha cô chú anh chị nhớ giùm em nha. Về cái đo ngay đọt cái nói em nói nhỏ tội nghiệp em. Rồi 15 ếch nha cô chú anh chị. Thì cây sam này em cũng giao lưu với mình 800 nha cô chú anh chị. Đó, 800 sam xù. Về cô chú anh chị mua một cái chậu đẹp đẹp nữa mình trồng vô là có một cây sam xù chơi có trái quanh năm rất là đẹp luôn. Rồi em xuống cây luôn nha cô chú anh chị. Nè tiếp theo nữa nè cô chú anh chị, một cây sam xù nữa, sam trái xù á cô nghe cô chú anh chị, sam trái xù có trái á, mã 16 ếch ha. Đó, cây này đẹp quá cô chú anh chị. Em đo thông số nha. Cây có chiều cao lên đây là được 25. Cái tán dài là được 45 á cô chú anh chị. Rồi em đo cái này nè, cái này nó vừa có đế nè ha. Cái phần đế đây là được 34 nè. Còn cái phần thân ha, em đo ngay chỗ này là được 17 nha. Rồi nó giót đọt ha, càng ra cái ngọn thì nó sẽ nhỏ lợ nhưng mà nhìn nó duyên lắm cô chú anh chị.
nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nhìn rất là duyên luôn, cốt cành chi cành nó phân chi rất là đẹp nha. Rồi thì mã 16 ớt ha, cây xanh trái xù này em giao lưu với mình 900 đó cô chú anh chị, 900 bao ship, thì mua một cặp rồi em sẽ bớt cho cô chú anh chị 100.000 nữa nha. Đó, cây này đẹp lắm cô chú anh chị. Rồi dạ, rồi em đó. Xuống cây luôn đó cô chú anh chị, em sẽ lên cho cô chú anh chị đổi mặt hàng mới nữa là mã 17 ớt. Thì em có kim quýt, đây là kim quýt Thái, kim quýt Thái nhưng mà là cây ghép đó cô chú anh chị, cái gốc là gốc vườn em ghép to Thái là trái rất là nhiều rồi cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 32, cái tán dài là được 42 cô chú anh chị, cái gốc này nó cũng quái nữa nè. Rồi em đo cái thân từ đây lại đây thôi là được 22 ha, thì rồi xích xuống đây em sẽ đo cái đế là được 37. Thì cái lượng trái trên cây nó đang có rất là nhiều luôn đó cô chú anh chị. Đây nè, nó còn sống ha, đó trái sống nè, với hoa nó cũng đang nở lai rai nữa. Thì từ đây tới Tết thì trái với hoa thì nó nhiều lên nữa nghe cô chú anh chị, tàn nó ấm mịn nữa rồi mình sang chậu đẹp là mình chơi. Thì mã 17 ớt ha, cây kim quýt này ngày hôm nay em giao lưu với mình với giá 600 nghe cô chú anh chị, 600 em bao ship. Chậu thì em sẽ rút chậu rồi em bó bầu, cô chú anh chị mua chậu đẹp đẹp sang vô giúp em. Dạ. Rồi em đổi cây luôn ha. Tiếp theo là em lên mã 18 ớt, một cây kim quýt luôn, thì cũng là gốc là vườn ghép bo Thái, thì ghép lâu lắm rồi cô chú anh chị nhìn nha, cốt cành mắt ghép liền lạc rất là lớn luôn. Thì cây cũng đang trái luôn, cây này cao hơn cây nãy một chút ha. Cây có chiều cao lên đây là được 48. Rồi cái tán dài em đo từ đây qua đây nghe cô chú anh chị là được 44. Đó cô chú anh chị nào mà cần cây có thất thân cao thì mua cây này, cần cây lùng lùng thì cây trước ha. Rồi hoành thân là 18 nha cô chú anh chị. Thì cây này cũng đang bông trái nhiều lắm cô chú anh chị. Đó trái còn sống nha, trái chín nó đỏ hơn nữa thì nó rất là đẹp nha. Kim quýt Tết mình trồng một cây kim quýt ha, mình để trên bàn có trái đỏ đỏ rất là đẹp luôn. Rồi mã này mã 18 hết cũng 600 luôn nha cô chú anh chị. Mua một cặp đi rồi em bớt cho cô chú anh chị 100.000 luôn. Thì những cái chậu này em sẽ rút chậu lợ nha, em bó bầu, cây nó thuần hóa nên mình yên tâm. Dạ. Thì đây là mã cuối clip của bonsai Huy Hoàng nhà em hôm nay nha cô chú anh chị. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã ủng hộ clip nhà em, cây nhà em trong thời gian qua nha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh bonsai Lục Tỉnh Miền Tây những clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, con cũng kính chào quý cô chú luôn ha. Chúc quý cô chú ngày mới có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại những clip tiếp theo trên kênh bonsai Lục Tỉnh Miền Tây.